Tiếp tục thì chương trình có nhận được câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Ba có số điện thoại là 0968, 3 số cuối là 305 ở Hòa Bình có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Một đàn gà thương phẩm nuôi được hơn 3 tháng tuổi, gà có biểu hiện là hen kẹp, ăn kém, đi ngoài phân xanh, phân trắng, ngoài ra không có biểu hiện gì khác, đã bị 3 ngày nay, đã dùng tyrosin và nước tỏi nhưng không thấy hiệu quả. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Chào mời chuyên gia tư vấn cho khán giả. Vâng, xin chào anh Ba. Thì với biểu hiện nấm gà sàng của đàn gà đã 3 tháng tuổi, nhưng mà với một cái biểu hiện đặc trưng tức là bị tiêu chảy phân xanh, phân trắng và có hiện tượng hen kẹp, thì đây là một trong những cái biểu hiện của bệnh Newcastle kết hợp với nhiễm khuẩn kế phát. Thế thì đối với bệnh này thì chúng ta cần phải thực hiện cái liệu pháp điều trị như thế này, tức là chúng ta hãy mua cái kháng thể, anh Ba hãy mua kháng thể kháng cái virus Newcastle. Và gà 3 tháng tuổi rồi thì anh cần tiêm cho tôi mỗi một lần tiêm từ 3,5 lít ml cho đến 4 ml một lần tiêm, và tiêm 3 ngày liên tục cùng với cái liều lượng như vậy. Đồng thời với quá trình này thì dùng cái thuốc trimethoprim kết hợp với sulfamethoxazone cho uống một lần trên ngày, cho uống liên tục 5 ngày, liều lượng theo dẫn giả xuất để trị cái nhiễm khuẩn kế phát. Và song song với quá trình điều trị thì cần phải dùng chất điện giải glucose kết hợp với vitamin tổng hợp cũng như men tiêu hóa pha thành nước cho uống liên tục trong vòng 3-5 ngày. Như vậy thì đã giải quyết được cái bệnh Newcastle và nhiễm khuẩn kế phát. Tuy nhiên, bệnh này là cái bệnh mà do virus gây ra, cho nên chúng ta cần phải có được một cái miễn dịch bảo hộ đối chống bệnh này trong bởi vậy trên sau khi điều trị xong, bệnh đã khỏi rồi thì được khoảng 10 ngày sau thì cần phải dùng vaccine để tiêm phòng cho đàn gà để tạo ra được cái miễn dịch bảo hộ chống lại cái virus Newcastle có hiệu quả. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên, cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra để có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vẫn quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệm ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm,
chương trình không đem tiền mặt cho anh, à, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Chào chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn lớn như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.